Lô, lô anh em. Bữa nay giờ tôi chỉ anh em lấy cái trophy của Durai nha nè. Thì cái Durai này tôi chỉ hướng dẫn anh em làm rồi nha. Rồi nha. Anh em nào không biết thì vô coi lại cái video trước. Đấy, cái Durai này anh em. Quýnh kiếm 5 cái xe nè anh em, tên 5 cái xe nè. Khác nhau nha, lấy cùng cái thì không được đâu, với cái Ring of Fire ghép lại thành cái Acid Bay chỉ hết, cứ kêu Blue Fire nè. Rồi cái trophy của Demon Bay nè là nó chỉ có 6% thôi anh em, 100% 6% thôi, rớt thôi biết hiếm cỡ nào. Thì cách ghép thì đây nè, chỗ que vô hướng dẫn phần que anh em sẽ thấy nó hướng dẫn là 20 cái cham thì nó sẽ ra một cái trophy Ladmin nè, và ba cái trophy Ladmin thì mới mới hợp lại thành cái trophy nha anh em. Rồi cái trophy đó anh em cộng với cái cham nó sẽ đẹp bao bao cái gì thì đây anh em qua bằng wiki qua coi chỗ trophy bow đây nó cũng chỉ nè. Không, cái mình đang làm là cái Durai đúng không, Durai là Demon Bay đúng không, coi đây cái nào Demon Bay đây, Durai trophy đây, 10% combat speed là cái gì, tốc độ chiến đấu về Demon Bay để hưởng thêm. Rồi ok hen, đi heo nha anh em. Rồi qua Durai thôi. Rồi mỗi lần mình quýnh nó chết nhị thì nó sẽ rớt ra cái Demon Bay anh em, không thôi mình không nhập vô cái hùng này được đâu, mình phải bỏ vô cái hùng của be này mới nó mới được, bỏ ở đây nó không có nhập được anh em. Thì một hàng gì là 10 cái, có nghĩa là anh em hên thì nó sẽ rớt ra cái Durai Flamen này, còn nếu mà xui thì anh em phải quýnh 20 lần, 20 lần là 20 cái thì ép được một cái này hả, tôi quýnh là được 39 lần rồi, còn một lần nữa là được 40 cái là được hai cái này. Ok quýnh xong thì cứ thoát ra xong rồi vô quýnh tiếp cứ như vậy tầm 40 lần. Anh em nghĩ boss cấp 120 mà quýnh 40 lần thấy ngán luôn. Quýnh đến nỗi tiền với lại đồ vàng, đồ xanh, đồ vàng lợt diễn rớt luôn, không thèm lụm luôn. Làm biếng. Thì đây ha. Cái năm cái xe của cái con ở cái dòng để mình cái dòng Urukai nè anh em. Năm xe khác nhau nha. Năm xe này với chiếc nhẫn. Thì anh em sẽ ép ra được cái nhẫn này. Bình thường cái nhẫn này nó chỉ cộng vậy ha, sẽ ép hết cái này vô thì nó sẽ được cộng cái chiêu Purify
một bụi phai không. Quýnh con boss này anh em phải coi lại chỉ số kháng anh em nha, kháng lửa nha, quỷ lửa mà kháng lửa đâu phải mạnh thì mới vô quýnh được, chứ không nó quýnh chết. Còn lần nữa không? Rồi đứng đây, đứng đây chỉ bản đồ luôn. Đây bản đồ của Durai nằm đây. Thì mấy con đại của Aces thì nó nằm rải rác mấy cái góc này nè. Đó, anh em quýnh hết mấy góc này là nó sẽ ra, nó rớt mấy cái xe nè, năm cái xe giữa. Còn hàng 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 ngay sớt nó nằm ở khúc này nè, đi từ đây lên đây, qua đây, qua đây lên đây, xong nó nằm ở khúc giữa giữa này nè, khúc giữa giữa này nè, ngay sớt nằm khúc này nè. Rồi tôi đi cho anh em coi ha, nó đi thẳng vô cửa nha, thẳng qua cái lỗ cửa màu tím bên đây luôn, rồi đi thẳng lên ba này, thẳng lên, thẳng lên cái chỗ hai cửa một tí này, đi thẳng lên nữa, rớt đồ rứt mà tôi làm biến lầm luôn. Rồi nhà đi quẹo qua đây khúc này đi đó, ngay chết nó nằm ở khúc này, nó thì mua on down nha anh em, nó không có ăn đam đâu, nó chỉ có ăn đam khi mình quýnh như bullfight người nó thôi nè. Đó, bullfight người nó mới giật. Còn nếu mà hết bullfight là nó không có, nó không ăn không, phải quýnh bullfight nữa. Quýnh bullfight, quýnh cực nhọc là phải lượm rương vàng nha nè. Hai cái rương vàng luôn nè, ra đó, nó mở rương vàng đồ cho nên với có gì ta. Rồi. Ok, giờ đến phần hấp dẫn. Không, anh em không có lụm lên được đâu. Là tại vì đã có ăn cái ở đây rồi không lượm được nha, phải lượm xong rồi quăng vô gương hả. Rồi ok, bây giờ mình ép thành cái Durai Flame mạnh nha nè, ba cái ly này mới được cái trophy này nha. Rồi ép thôi, không được luôn, ngon hết em. Rồi, nhập cái đường ra. Cái đường nào rồi? Chỉ còn lên bơi thì rồi lẫm gương vô nha năm, lẫm bỏ vô từng cái thôi, 4 5 6 7 8, 9 10 10 cái là nó sẽ được một hàng tiếp tục. Quấn mà biết mình phát hờn luôn, quấn mà ngủ ngủ đi này, mà quýnh Lucian cái nhiệm vụ gì tri âm này nè, chắc khóc luôn á, khó như quỷ gì nè, cũng có cúp nè, đã giết nó khó lâu mà còn gặp quýnh 40 lần nữa, thôi chắc nghỉ ngủ cho khỏe. Lâm vô nè,
Rồi, 20 cái rồi đó. Launch Ghép. Ok. Được hai cái ly vô cao. Lượm vô tiếp. detected. Không, thì chơi dù khi ngăn nuclear đúng không? Nuclear rớt mấy giây là rớt lần. Chiêu đó là chiêu của mấy cái viên viên này nào mà chiêu ẩn. Rồi, hút cho cái nữa. Nuclear Ok, launch 3 cái. Ghép lại thành cái này nha anh em, Trophy Dora nha. Đó, tính gần sắp chết luôn mới có được cái cục này á. Thấy mệt không? Mệt mỏi không? Rồi, Kobe với Demon Bay để add thêm cái 10% combat bia ha. Đây, Demon Bay đây. Nó chỉ có cộng kill thôi anh em. Với 5 life regen per second. Giờ mình ép cái này vô nữa là nó sẽ cộng 10% combat bia. Rồi, Nuclear coi nó có cộng không? Đó, cộng xong nó sẽ có chữ Infernal Lay nha. 10% combat bia kìa. Đấy. Quýnh gần chết mới được. Infernal Blade này quýnh mà đầu rớt không thèm lậm luôn mà. Launch Không tên. detected. Không tên. Không tên này ngon quá. Không tên không nhỏ gì đầy đủ hết. Đồ giật lạc luôn. Ép lại nè. Ép thành cái gì để còn. Đoạn rớt mà tôi không em lậm luôn. Rồi ok. Hoàn thành nha anh em.